Người đàn ông này bị chính cấp trên của mình lừa nên đã bị quân đội của Liên Xô bắt được. Việc đầu tiên anh phải đối diện đó là ngâm mình dưới bể phân lợn sâu tới 3 mét, chứa toàn đỉa trâu siêu to khổng lồ. Con nào con đấy sau khi hút máu của anh cũng trở nên béo mầm. Tiếp đó anh bị chúng cho ăn liên tiếp nhiều nhát rồi cui vào mặt. Thậm chí hàng đêm còn bị tra tấn dã man bằng lưới điện. Tuyệt vọng hơn cả đó là cô gái mà anh yêu thương nhất cũng bị sát hại. Vậy anh ấy sẽ làm gì để có thể thoát khỏi tay của quân đội khi trong tay chúng toàn là súng ống đạn dược? Để trở về báo thù cho chính mình và cô bạn gái, xin mời các bạn cùng tìm hiểu bộ phim với mình nha. Rambo là một cựu chiến binh đã nghỉ hưu. Trước đó anh đã bị bắt vì tội bạo loạn ở đồn cảnh sát. Còn bây giờ anh đã trở thành một tù binh và lao động khổ sai trong một mỏ đá. Hôm đó, đại tá lại lần nữa đến tìm Rambo và bảo anh tham gia vào một nhiệm vụ tìm kiếm và giải cứu bí mật. Nếu hoàn thành tốt công việc thì thậm chí anh có thể được đặc xá và ra tù sớm. Sau khi nghe thấy vậy, Rambo lập tức đồng ý với yêu cầu của ông. Không phải vì điều gì, mà chỉ vì anh tin. Người đại tá đã từng liều mạng cùng chiến đấu với mình. Rất nhanh, Rambo đã được đưa đến một căn cứ quân sự Mỹ ở Thái Lan và gặp được chỉ huy ở đây. Ông ta nói với Rambo, nhiệm vụ lần này của anh chính là tìm kiếm và giải cứu các tù binh chiến tranh trên chiến trường Việt Nam, nhưng anh chỉ có thể chụp ảnh mà không được giao chiến. Sau khi đợi anh xác nhận tình hình của các tù binh chiến tranh, đại tá sẽ đưa người của mình triển khai kế hoạch giải cứu. Sau vài bước chuẩn bị trang bị một cách đơn giản, Rambo lên trực thăng và bắt đầu nhiệm vụ của mình. Lần này nhiệm vụ của anh vô cùng khó khăn, đó chính là trong vòng 36 giờ, anh phải hoàn thành tất cả công việc, từ việc lẻn vào trong, đến chụp ảnh và cuối cùng là sơ tán. Mà ở đó, ngoài một người hỗ trợ tên là Cơ Bảo ở khu vực địa phương, thì không có lực lượng nào viện trợ ở phía sau. Nhiệm vụ lần này thực sự là cuộc chiến đơn độc của Rambo mà. Nhưng vừa tới địa điểm hạ cánh thì tai nạn lại xảy ra. Khi Rambo chuẩn bị nhảy khỏi máy bay, thì một sợi dây dắt ở eo anh buộc anh treo lơ lửng trên máy bay. Dưới sự tác động của dòng không khí cực lớn, bất cứ lúc nào anh cũng có thể bị xé thành từng mảnh. Trong lúc nguy cấp, Rambo đành phải dùng dao cắt đứt sợi dây thừng, sau đó vứt hết tất cả các thiết bị trên cơ thể mình ra, và như vậy anh mới có thể thuận lợi thoát được một ải. Tiếp đó anh liền nhảy dù xuống và đi vào tận sâu trong rừng mưa nhiệt đới. Rambo vượt núi, băng sông, đi xuyên rừng. Nhiệm vụ cấp bách bây giờ chính là mau chóng tìm được Cơ Bảo, người tiếp ứng ở đây. Cuối cùng trước một tảng đá, anh tìm thấy Cơ Bảo với một khẩu súng trong tay, nhưng Rambo không ngờ được là người chịu trách nhiệm tiếp ứng lại là một người phụ nữ. Dưới sự dẫn dắt của Cơ Bảo, Rambo đến một bến tàu đổ nát. Cơ Bảo lấy ra một xấp tiền và đưa nó cho bọn cướp trước mặt. Sau một cuộc giao dịch đơn giản, cả hai xuống thuyền và cùng lên đường. Cuối cùng khi trời chập chạng tối, hai người đã đến gần căn cứ của quân đội Việt Nam. Nhưng vì khi nhảy dù, Rambo đã vứt hết thiết bị và máy ảnh đi, thế là bây giờ anh chỉ có thể lẻn vào doanh trại quân đội Việt Nam để điều tra tình hình cụ thể của các tù binh chiến tranh. Đừng nói là cậu định vào đó chứ, nhưng tôi tưởng là cậu chỉ đến đây để chụp hình thôi chứ. Vậy mệnh lệnh phải làm sao đây? Không cần phải quan tâm đến cái mệnh lệnh đó là được. Do đó anh liền lấy cung và mũi tên, rồi nhặt con dao lên, một mình lên đường hướng về doanh trại của quân đội Việt Nam. Đầu tiên, Rambo dùng dao cắt hàng rào kẽm gai, rồi lẻn vào bên trong. Nhưng không ngờ được là nơi này được canh phòng nghiêm ngặt, khắp nơi đều có binh lính túc trực. Thế là Rambo chỉ biết nấp trong bóng tối và thăm dò một cách cẩn thận. Cuối cùng, bên cạnh một con suối nhỏ, anh phát hiện ra một hang động, nơi giam giữ một nhóm tù binh chiến tranh. Ở trong đó vô cùng tối tăm và ẩm ướt, khắp nơi đều là nhện và chuột, cùng những tù binh đang hấp hối nằm chờ chết trong đó. Sau khi thấy vậy, Rambo nhanh chóng tìm chỗ ẩn nấp và chuẩn bị tìm cách giải cứu mọi người. Kết quả là anh lại phát hiện ra một người lính đang được treo trên một cây sào tre cạnh đó. Thế là Rambo liền bước tới và dùng dao cắt đứt nút thắt, chuẩn bị đưa tù binh đó ra khỏi đây. Nhưng tuy nhiên, trên đường tẩu thoát, họ đã vô tình gặp phải lính tuần tra. Để không rút dây động rừng, Rambo đã trực tiếp phi dao xử gọn một tên, rồi lại rút cung ra bắn một tên khác và đưa tù binh đó trốn ra ngoài. Nhưng Cơ Bảo đang trốn bên ngoài thì lại vô tình bị binh lính phát hiện, và vào lúc nguy cấp, Rambo đã dùng tên trực tiếp bắn chết người lính và ghim anh ta lên cây. Cuối cùng, cả ba đã trốn thoát khỏi căn cứ của quân đội Việt Nam mà không gặp bất kỳ nguy hiểm nào. Hôm sau, ba thi thể bộ đội Việt Nam đã được phát hiện ra. Người chỉ huy lập tức thổi còi xuất quân, tập hợp lực lượng bắt đầu truy lùng kẻ địch xâm nhập vào rừng rậm. Còn ở bên này, đám người Rambo cũng quay trở lại con sông nhỏ, sau đó lên thuyền của tên cướp và rời đi. Rất nhanh, lực lượng của quân đội Việt Nam đã phát hiện ra tung tích của đám người Rambo. Do đó, họ liền gọi thuyền tuần tra của mình đến và đuổi theo anh dọc theo con sông. Bọn cướp thấy chiến thuyền của quân phía sau đuổi theo mình,
thì lập tức trở mặt rút súng ra, chĩa thẳng vào đầu Rambo. Họ không muốn đắc tội với quân đội địa phương, nhưng họ lại không biết rằng, người đàn ông trước mặt họ còn ác hơn cả đám quân đội kia. Nhân lúc bọn cướp không để ý, Rambo liền rút hai con dao găm giấu ở thắt lưng ra, và nhanh chóng cho một tên cướp về gặp các cụ luôn. Sau đó Rambo cướp lấy súng và bắn liên tiếp 5 phát, hạ luôn 5 tên cướp trước mặt, và lúc này, chiếc thuyền tuần tra phía sau ngày càng đến gần, rồi trực tiếp nã đạn như mưa vào chiếc thuyền nhỏ. Thấy thế, Rambo vội bảo cơ bảo cùng người tù binh nhảy xuống sông, còn anh thì nhắm chuẩn thời cơ, lấy khẩu bazooka giấu trong khoang thuyền ra, và trực tiếp cho nổ chiếc thuyền tuần tra đang đuổi theo phía sau. Rambo định nhảy khỏi thuyền thì lại bị tên cướp dùng dây thừng siết chặt cổ. Chính vào lúc nguy cấp, Rambo rút đáp đâm chết tên cướp, thành công trốn thoát khỏi sự truy đuổi của quân đội Việt Nam. Sau khi giải cứu tù binh, vì lo lắng cho sự an toàn của cơ bảo nên Rambo đã để cô rời đi trước, còn mình thì dẫn theo anh tù binh đến địa điểm đã hẹn để giải cứu những tù binh khác. Nhưng khi cả hai trốn đến một cánh đồng lúa thì vô tình bị quân Việt Nam vừa đến đó phát hiện ra. Sau đó họ liền nhanh chóng tấn công hai người Rambo. Hên là đại tá đã kịp thời đến và lập tức phát động một cuộc phản công chống lại quân đội Việt Nam trên không. Dưới sự yểm hộ của đại tá, hai người Rambo cuối cùng đã an toàn đến được điểm tiếp ứng. Tiếp đó, thiếu tá liên lạc với chỉ huy của căn cứ và nói với ông rằng Rambo đã giải cứu thành công một tù binh chiến tranh và có thể lập tức tiến hành việc giải cứu. Nhưng không ngờ được là, sau khi nghe được tin đó, chỉ huy đã vô cùng tức giận và đuổi tất cả mọi người ra ngoài. Sau đó lấy bộ đàm lên và hét lớn, tôi muốn cậu lập tức hủy bỏ nhiệm vụ. Tôi nói lại lần nữa, đây là mệnh lệnh. Sau khi nghe lệnh, phi công đã sẵn sàng sơ tán, nhưng đại tá không đành lòng bỏ lại Rambo. Do đó, ông liền bất chấp mệnh lệnh, chuẩn bị xông lên cứu người. Nhưng ông lại bị một người lính cầm súng dí vào đầu. Bất lực, ông chỉ có thể trơ mắt nhìn Rambo gào thét trong tuyệt vọng ở bên dưới. Nhìn chiếc trực thăng ngày càng xa mình, Rambo chỉ có thể vứt khẩu súng trên tay xuống. Lúc này, một lượng bộ đội Việt Nam rất nhanh đã bao vây và đưa hai người Rambo về căn cứ. Họ ném Rambo vào hố phân và đợi lính Liên Xô thẩm vấn anh. Rất nhanh, trung tá Liên Xô Podolsky đã xuống trực thăng, dùng dao cạo sạch đỉa trên người Rambo, rồi ra lệnh cho người tắm rửa sạch sẽ và đưa Rambo về phòng thẩm vấn. Ông hy vọng Rambo gọi điện cho trụ sở và hứa sẽ không làm chuyện như này trong tương lai nữa. Sau khi nghe vậy, Rambo lạnh lùng nói với ông ta một câu, con mợ mày. Tuy nhiên, trụ sở mà Rambo thà chết để bảo vệ lại có bộ mặt còn xấu xa hơn. Đại tá rất tức giận trước việc chỉ huy bỏ mặc việc ứng cứu, nên sau khi về đến căn cứ, cả hai bắt đầu tranh cãi. Lúc này, chỉ huy mới tiết lộ kế hoạch thực sự của mình. Thì ra ông ta cử Rambo đi săn tù binh chỉ để làm bộ làm tịch cho đám truyền thông, chứ không sẵn sàng bỏ ra số tiền lớn để giải cứu những người đang hấp hối kia. Sau khi nghe điều này, đại tá đã vô cùng tức giận. Ông nói rằng những tù binh đó là những người đã bán mạng cho đất nước, do đó họ không nên bị đối xử như vậy. Đặc biệt là cựu chiến binh thiện chiến như Rambo, cậu ấy nhất định sẽ sống sót để trả thù ngài. Nhưng sau khi nghe xong, chỉ huy lại nhìn ông với bộ mặt khinh thường. Còn ở bên này, Rambo đã bị Podolsky trói vào giá điện. Nhưng cho dù bị điện giật đến nổi gân xanh, toàn thân co giật, anh vẫn kiên quyết không chịu thỏa hiệp. Sau đó, Podolsky đọc bản ghi cuộc gọi của phi công Mỹ bị chặn cho Rambo nghe và nói ra sự thật về việc quân đội Hoa Kỳ từ chối giải cứu các tù binh chiến tranh. Nhưng Rambo vẫn kiên cường không chịu khuất phục. Thấy Rambo không biết nặng nhẹ, Podolsky chỉ có thể đưa một tù binh chiến tranh bị bắt khác ra và đe dọa Rambo rằng mình sẽ dùng dao đâm vào mắt anh ta. Do đó, Rambo chỉ có thể đồng ý với yêu cầu của ông ta, quay số gọi đến vô tuyến điện của căn cứ quân sự Hoa Kỳ. Nói xong, anh liền cầm ống nghe đập vào người đàn ông cường tráng bên cạnh. Còn cơ bảo đã nấp ở đây từ lâu, cũng bắt đầu nổ súng, bắn chết những người lính đuổi đến. Hóa ra cô đã âm thầm theo dõi nhất cử nhất động của Rambo, kể từ khi anh bị bắt và đưa về căn cứ quân đội Việt Nam. Sau đó, với sự hợp tác của cơ bảo, hai người đã cùng nhau giết đám lính và ra khỏi doanh trại. Cả hai chạy trốn suốt dọc đường, và cuối cùng vào lúc rạng sáng, họ đã trốn đến bên một dòng sông nhỏ. Rambo rất biết ơn cơ bảo vì đã cứu mạng mình vào đêm qua. Và anh hứa sau khi kết thúc nhiệm vụ sẽ đưa cô trở lại sống ở Mỹ. Sau khi cơ bảo nghe thấy thì vô cùng vui mừng, do đó cô liền ôm chặt Rambo và hai người trao cho nhau một nụ hôn cháy bỏng. Nhưng khi cô vừa bước ra được vài bước thì đã bị quân đội Việt Nam xông tới dùng súng bắn hạ. Rambo nhanh chóng bắn trả và giết chết một nhóm lính Việt Nam. Nhưng khi anh quay lại nhìn cơ bảo đang nằm trong nước thì cô đã gần như sắp không xong rồi. Cuối cùng cơ bảo nằm trong vòng tay của Rambo và nói ra một câu, anh nhất định đừng quên em.
không. Sau đó cô liền chút hơi thở cuối cùng, thấy người mình yêu chết trước mặt. Lần này Rambo đã hoàn toàn tức giận rồi. Sau khi chôn cất cơ bảo xong, anh liền tháo chiếc vòng cổ của cô ra và đeo nó lên cổ mình. Sau đó anh đã lên kế hoạch trả thù của mình ở trong rừng. Người đàn ông này đã rút cung tên ra và bắn chỉ huy quân đội Việt Nam trước mặt mình, vì anh ta vừa giết chết người phụ nữ anh yêu nhất. Nhưng những binh lính phía sau vẫn không ngừng truy đuổi anh, do đó Rambo chỉ có thể chiến đấu một mình. Anh trốn trong một hốc cây và bẻ cổ những người lính đi qua đó, sau đó lại trốn trên một cành cây và xiết cổ những người lính mang súng đang đến. Tiếp đó anh bèn lấy bùn bôi khắp người rồi lao ra đâm một nhát vào tim quân địch. Như vậy chỉ trong một thời gian ngắn, Rambo đã giết được một số lượng lớn binh lính. Sau đó anh chạy trốn và ẩn náu trong một ngôi làng nhỏ. Nhìn thấy con gà trống và đống xăng trước mặt, Rambo chợt nảy ra một kế. Anh cố tình bôi máu gà lên đám lau sậy rồi dụ đám lính đuổi theo vào sâu trong bụi sậy. Nhưng khi họ thấy gà chết và can xăng cạn thì đã quá muộn rồi. Còn Rambo đã sớm trèo lên cao và dùng tên lửa tự chế cho nổ cả đám lau sậy. Nhưng như vậy vẫn chưa xong đâu. Tiếp đó Rambo còn dùng cung tên cho nổ tung một chiếc xe tải của Liên Xô đậu bên đường nữa. Rồi sau đó chạy thẳng một mạch đến một thác nước. Nhưng đúng lúc này, một chiếc trực thăng bay qua đầu Rambo và thả một gói bom về phía anh. Hên là Rambo đã phản ứng nhanh và nhảy xuống chỗ nước bên cạnh nên mới thoát được một nạn. Nhưng một tên lính trên trực thăng bắt đầu dùng súng máy liên tục xả đạn xuống nước. Họ bay là trực thăng mặt trên hồ để đảm bảo Rambo không bị bắn chết. Nhưng đột nhiên Rambo lại trồi lên khỏi mặt nước và kéo tên lính xuống đáy hồ. Sau đó anh xông vào trực thăng và chiến đấu với người đàn ông trong đó. Trong lúc chiến đấu, Rambo đã nắm chuẩn thời cơ, đẩy hắn ra khỏi trực thăng và rơi thẳng xuống dưới. Thấy tình hình không ổn, phi công liền dứt khoát nhảy khỏi máy bay. Rambo thì nhanh chóng gạt cần chiếc trực thăng mất kiểm soát và bay về phía doanh trại của quân đội Việt Nam. Anh bắt đầu điên cuồng ném bom xuống mảnh đất này, khiến toàn bộ doanh trại lập tức chìm trong biển lửa. Cảnh quay nổ mìn ở đoạn này phải nói là xem đã con mắt luôn. Sau đó, Rambo đậu trực thăng gần hang động giam giữ những tù binh chiến tranh, và dưới sự yểm trợ bằng hỏa lực, anh đã cho một số tù binh lần lượt lên trực thăng. Nhưng lúc này, một tên lính Liên Xô bất ngờ bò dậy và bắn chết một tù nhân. Thấy vậy, Rambo lập tức điên cuồng xả súng về phía anh ta. Nhưng trực thăng của họ chưa đi được bao xa thì lại bị máy bay chiến đấu của Podolsky đuổi theo và bắt đầu xả súng vào đám người Rambo. Nhưng chính vào lúc này, chiếc trực thăng do Rambo điều khiển đã hết đạn và chỉ còn cách trốn. Nhưng rất nhanh, phần đuôi máy bay đã bị Podolsky va vào, và toàn bộ thân máy bay bắt đầu rung lắc dữ dội. Podolsky nắm lấy cơ hội và bắn một quả tên lửa ra, khói và lửa lập tức che mất tầm nhìn của hắn. Đợi đến khi hắn có thể nhìn rõ mọi thứ, thì lại phát hiện ra trực thăng của Rambo đã hạ cánh khẩn cấp xuống hồ. Podolsky đoán rằng Rambo chắc chắn đã bị bắn chết, nên cũng nhanh chóng dừng trực thăng xuống để kiểm tra tình hình. Nhưng lúc này Rambo đột nhiên mở to mắt dậy, nhân lúc Podolsky không phòng bị, anh liền cầm súng phóng tên lửa lên và bắn về phía hắn ta. Sau một tiếng nổ khủng khiếp, Podolsky và chiếc trực thăng cũng nổ thành ngàn mảnh. Sau đó, Rambo dẫn đầu các tù binh quay về căn cứ quân sự Mỹ. Và việc đầu tiên khi anh xuống máy bay chính là cầm súng lao thẳng vào doanh trại và bắn vào tất cả các loại thiết bị công nghệ cao trước mặt. Sau đó, anh tìm đến tên chỉ huy kia và đi về phía ông ta với khuôn mặt đầy giận dữ. Tiếp đó, anh liền rút con dao dắt ở eo ra, rồi túm lấy cổ áo tên chỉ huy và ấn chặt lão xuống bàn. Mặc dù tên chỉ huy đã liên tục giải thích rằng ta không muốn từ bỏ việc giải cứu, nhưng lúc này, sao Rambo có thể nghe lọt tai những điều đó nữa? Do đó, anh liền dùng dao đâm mạnh xuống bàn. Ông có biết còn có rất nhiều người vẫn đang ở đó không? Ông có biết họ đang ở đâu không? Nếu ông không tìm được họ thì tôi sẽ đến tìm ông. Kết thúc bộ phim, đại tá mời Rambo quay trở lại với mình, nhưng Rambo lại từ chối lời đề nghị của ông. Anh không hiểu tại sao bản thân lại yêu cái đất nước này đến vậy, nhưng hết lần này đến lần khác lại bị đất nước bỏ rơi. Thực ra, tâm nguyện của những cựu chiến binh này rất đơn giản, đó chính là đất nước của chúng ta có thể yêu chúng ta như cách chúng ta đã yêu nó. Bộ phim kinh dị hành động First Blood 2 này được lên sóng năm 1985. So với tác phẩm trước, bầu không khí chiến đấu đã sôi động hơn rất nhiều, đặc biệt là sự tham gia của nữ chính, khiến toàn bộ phim chàng trai cứng rắn cũng xuất hiện một ánh sáng mới. Và câu nói cuối phim, chúng tôi hy vọng rằng đất nước của chúng tôi có thể yêu chúng tôi như chúng tôi yêu nó, cũng cho chúng ta thấy được sự bất lực và cay đắng đằng sau những người anh hùng. Được rồi, bộ phim hôm nay đến đây thôi nha. Nếu như muốn bày tỏ sự ủng hộ của các bạn với chúng tôi, thì hãy like và share dùm chúng mình nha. Hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.